Các vị Tổng thống Obama vừa loan báo một kế hoạch mới nhằm bảo vệ nhiều phần của Thái Bình Dương khỏi bị đánh cá quá mức và thiệt hại về môi trường. Ông Obama loan báo kế hoạch trong một thông điệp bằng video gửi tới hội nghị quốc tế về đại dương tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ nhiều năm nay các nhà khoa học và hoạt động môi trường đã cảnh báo rằng các đại dương đang bị suy sụp vì hoạt động của con người chủ yếu là ô nhiễm và đánh cá quá mức nhưng các nhà lãnh đạo chính trị đã thiếu thiện trí đưa ra các biện pháp để giải quyết vấn đề này chính quyền Obama nay sẽ thực hiện một bước đi theo hướng đó hôm qua tổng thống Obama loan báo ông sẽ chỉ thị cho chính phủ liên bang lập ra một sách lược toàn quốc để chống nạn đánh cá bất hợp pháp và gây ô nhiễm thái bình dương không đẹp bằng video của ông Obama được trình chiếu tại hội nghị đại dương của chúng ta tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ theo dự kiến một số biện pháp có thể được thực thi như cấm đánh bắt cá và thăm dò công nghiệp ở nhiều nơi thuộc Trung bộ Thái Bình Dương sẽ châm ngòi cho các cuộc tranh chấp chính trị ở Washington.